Tiếp tục thực hiện và thúc đẩy chương trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của ngành, ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công đã thực hiện xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công và điểm cầu thành phần tại khu giam giữ công an thành phố. Vụ án thứ nhất đưa ra xét xử đối với bị cáo Lê Quang Cường, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Vụ thứ hai được xét xử đối với bị cáo Trạc Văn Phương, sinh năm 1990, trú tại xóm Na Nụ, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cả hai bị cáo đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sông Công truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm C khoản 1, điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015. Vụ án thứ ba đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Ngô Thế Hoàng, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố 3, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sông Công truy tố về tội trộm cắp tài sản theo điểm B khoản 1, điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ của các vụ án, căn cứ nội dung thẩm vấn, công khai và các quy định của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Cường và Ngô Thế Hoàng đều 18 tháng tù giam, bị cáo Trạc Văn Phương 15 tháng tù giam.